chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của năm 2022. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra những điểm mới về tư duy và đặt ra nhiều mục tiêu mới, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân. Sản phẩm quế hồi của Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng trên thế giới và có khả năng cung ứng các sản phẩm chất lượng tốt và an toàn tới các thị trường khó tính. Thưa quý vị, vào sáng ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định 6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban bộ ngành trung ương địa phương, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đã đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình hành động nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo tình hình, chủ động nhạy bén kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành tham mưu, ban hành triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án luật về quân sự quốc phòng, nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải thực hiện nghiêm chế độ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược trọng điểm, triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, tổ chức điều chỉnh lực lượng tinh gọn mạnh, đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn quân phải thực hiện tốt việc tự soi, tự sửa, nêu cao tinh thần đoàn kết gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân dành cho bộ đội Cụ Hồ. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và tri ân những hy sinh cống hiến của dự quân và dân cả nước, đặc biệt là các cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc để bảo vệ nền độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp Hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập hội và 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang là địa bàn trọng điểm và mặt trận Vị Xuyên là chiến trường khốc liệt nhất. Trong các trận chiến đấu ác liệt, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn người bị thương, hàng trăm thôn bản bị xóa sạch, hàng ngàn hecta ruộng vườn đồi núi bị cày xới đầy bom mìn vật nổ. Đến nay vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ ở chiến trường Vị Xuyên chưa tìm được hài cốt. Chủ tịch nước khẳng định Tổ quốc, nhân dân luôn mãi trân trọng, ghi nhớ, đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ và các chiến sĩ đã xả thân chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, anh hùng của quân đội và nhân dân ta. Hồi tôi làm Thủ tướng đã quyết định bỏ ra một số tiền cần thiết để thăm dò bom mìn một số khu vực. Tất nhiên chưa hết,
và thiệt thứ hai là đã có sự chỉ đạo phối hợp các lực lượng để mà xây dựng cái nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên. Chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trao truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Hà Giang và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát để khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích, đi cùng với chú trọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn đang nằm lại ở mặt trận Vị Xuyên. Trong chiều ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc, tới trình thư ủy nhiệm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Hoan nghênh bà Pauline Tamesis nhận nhiệm vụ mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình, tranh chấp quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn cầu cho các vấn đề toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và có cách tiếp cận toàn dân trong xử lý các thách thức chung, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội hay môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ rất thiết thực, hiệu quả của Liên Hợp Quốc với Việt Nam trong suốt 45 năm qua và trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Về phần mình, Việt Nam đã nỗ lực và có nhiều đóng góp vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Mong muốn Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hiệu quả Việt Nam, nhất là trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất có thể để Liên Hợp Quốc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác. Bà Pauline Tamesis khẳng định sẽ nỗ lực điều phối các tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội bền vững, phục hồi sau đại dịch và triển khai các trọng tâm hợp tác giữa hai bên. Dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ vào ngày 13 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường chỉ đạo giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng của Hội đồng Nhân dân các cấp, gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa các cơ quan của Quốc hội với Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong thành công chung của tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã có những đóng góp quan trọng với 8 nghị quyết được ban hành và 10 đoàn giám sát được triển khai chỉ trong 6 tháng qua. Từ đó đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, chính quyền, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Để Phú Thọ có thể phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng của một tỉnh cửa ngõ, nối liền Tây Bắc với thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ động nghiên cứu, đề xuất những quyết sách để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn, chú trọng đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy lợi thế đặc thù và giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của đất tổ vua Hùng. Muốn đưa nghị quyết, luật pháp vào cuộc sống thì trước hết bản thân cuộc sống phải được phản ảnh một cách chân thực đầy đủ trong nghị quyết, trong luật. Nếu mà chúng ta làm nghị quyết, làm luật mà lại chỉ có ngồi ở trên này thôi mà không đi sát thực tiễn của cuộc sống thì rất là khó. Cho nên các vấn đề quốc kế dân sinh phải bám sát thực tiễn của cuộc sống. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân phải thể hiện rõ phương châm ý đảng hợp với lòng dân và là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật. Thì cái này nó có tính hai mặt. Một mặt chúng ta phải thuộc bài thì chúng ta mới tròn vai được. Rồi đồng hành với chính quyền các cấp. Không được là cua cậy càng, cá cậy vây như Tổng Bí thư nó nói rất nhiều lần rồi. Nhưng mà cũng phải phát huy cái vai trò của mình trong cả vấn đề quyết định những vấn đề quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch và định hướng chương trình hoạt động, tạo sự chủ động từ sớm, từ xa trong thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn động lực nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc tháng 11 năm ngoái. Trong chiều ngày 13 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổmạt Phôn Sể Na đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phôn Vi Hẳn đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bày tỏ ấn tượng với kết quả kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Lào tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 9, tin tưởng Lào sẽ triển khai thành công chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế tài chính, cho biết Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ quá trình này. Chủ tịch Quốc hội cũng đã trao đổi về kinh nghiệm của Việt Nam trong quản lý nợ công, phát hành trái phiếu chính phủ tín dụng cho người nghèo hay là những giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên. Hai bên bày tỏ vui mừng trước việc Quốc hội hai nước đã triển khai thực hiện các nội dung của thỏa thuận hợp tác ký vào tháng 5, nhất trí sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát. Và mới đây nhất là hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai quốc hội đã được tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 7 và các cuộc làm việc với các ủy ban của quốc hội, bộ, ngành của chính phủ. Vào ngày 13 tháng 7 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, nhất là đối với hoa quả mùa vụ, nông thủy sản của Việt Nam, rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan, tạo thuận lợi cho xúc tiến thương mại, mở rộng đầu tư chất lượng cao vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đẩy nhanh đàm phán hiệp định mới về hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ, sớm ký kết thỏa thuận hợp tác về tìm kiếm cứu nạn trên biển và thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển. Nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng, không làm phức tạp tình hình, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế. Kết thúc phiên họp, hai bên đã ký hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc tài khóa 2020, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, thỏa thuận hợp tác về dự án nghiên cứu so sánh môi trường địa chất và tai biến địa chất biển khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang. Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Thưa quý vị, vào đầu tháng 5 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và sau gần 15 năm thực hiện nghị quyết 26, thì nghị quyết 19 đã có sự tiếp nối và đặt ra nhiều mục tiêu mới, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống của người nông dân. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1.5 năm. Đó là kết quả quan trọng nhất từ nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là một thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Làng Hoành Đồn bây giờ có tên mới là Xóm 6. Con đường vào làng đã nâng cấp đến lần thứ 3. Nếu nói từ đó đến nay thì bộ mặt nông thôn thay đổi rất nhiều rồi. Nhiều người đi xa về có thể không nhận được. Thế vừa rồi chúng tôi nâng cấp thì có đoạn là rộng tới gần 5 mét, thế còn là đoạn hẹp nhất là 3,5 mét. Phố trong làng là cách ông Chi nói về quê mình lúc này. Nhưng bốn đứa con của ông cùng nhiều thanh niên lại lựa chọn lập nghiệp ở nơi khác. Cái thanh niên tài giỏi nó đi, vậy thì cái vai trò lãnh đạo ở địa phương ấy, ở xã này làm nó sẽ có nó dễ. Những con đường xóm ở xã Hải Quang giờ xe ô tô vào tận cửa. Nhưng giờ về nông thôn, người ta vẫn thấy chủ yếu là người già và trẻ em. Nông dân và cư dân nông thôn vẫn trong tình trạng thu nhập thấp, bấp bênh, ly nông ly hương bất đắc dĩ, thiếu việc làm. Ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng. Nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm. Ông Hồ Xuân Hùng, người từng tham gia tư vấn chính sách và thực hiện nghị quyết 26 từ những ngày đầu cho rằng nghị quyết 19 đã đề ra những điểm mới về tư duy, như lần đầu tiên khẳng định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Thì lần này nghị trung ương khẳng định là để tạo một cái niềm tin, để dồn lực, để tập trung cho phát triển nông nghiệp, để giải quyết vấn đề đời sống của nông dân. Đây là một nội dung thực sự
một nghị quyết thực sự đang dành cho những người nông dân. Điểm thứ hai ở đây mà tôi phải nói là rất tâm đắc là trong nghị quyết này á, đối với nông dân khi mà để thể hiện được vai trò nếu như là chủ thể đó, thì lần này Trung ương ra là gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành những ngành công nghiệp cho từng loại nông sản. Cùng với Nghị quyết 18 về đất đai, Nghị quyết 20 về phát triển kinh tế hợp tác, thì Nghị quyết 19 chính là đòn bẩy để ưu tiên nguồn lực đầu tư hơn nữa cho nông nghiệp, nông dân nông thôn. Nếu Nghị quyết 26 hướng trọng tâm vào hiện đại hạ tầng nông thôn, thay đổi năng suất lao động, thì Nghị quyết 19 sẽ cho thấy vị trí của một nước coi nông nghiệp là lợi thế. Trong phần tiếp theo của bản tin, hơn 40.000 du khách đang bị kẹt tại Phú Quốc do tình hình thời tiết xấu và toàn bộ tàu vận tải hành khách ra các đảo của tỉnh Kiên Giang phải ngưng hoạt động. Nhận thức được văn hóa là cội nguồn sức mạnh của một cộng đồng dân tộc đồng bào Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam nỗ lực bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa bản địa. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì mặt hàng nông sản của Việt Nam liên tục ghi nhận những mảng màu sáng và Việt Nam có ưu thế lớn về xuất khẩu quế hồi, mặt hàng ngày càng được thế giới ưa chuộng. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Thế giới năm 2021, kim ngạch xuất khẩu quế hồi của Việt Nam đạt gần 250 triệu đô la Mỹ, chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu quế của toàn thế giới. Còn sản phẩm hồi thì đạt 86,1 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai thế giới. Các doanh nghiệp xuất khẩu quế hồi của Việt Nam đang ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe của các đối tác nước ngoài có khả năng cung ứng các sản phẩm chất lượng tốt và an toàn. Công ty này đang chuẩn bị hàng để xuất khẩu khối lượng lớn sản phẩm quế hồi sang thị trường Ấn Độ và Bangladesh. Đây là những thị trường xuất khẩu trọng điểm của công ty. Nếu như trước đây, công ty chỉ chú trọng xuất khẩu nguyên liệu, thì nay đã chú trọng đầu tư vào xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế để chế biến sản phẩm trước khi xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty sẽ đầu tư tất cả cái hệ thống nhà máy đạt cái tiêu chuẩn BRC cũng như là đầu tư về cái cho hệ thống nhân sự để chúng tôi hiểu được cái nhu cầu của thị trường châu Âu cần là cái gì và nhu cầu của thế giới cần là cái gì, để từ cái nền tảng đấy chúng tôi có thể là đưa ra những sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu khó tính của khách hàng, như đặc biệt là cái hệ thống bán lẻ Walmart hoặc là cái chuỗi bán lẻ thực phẩm KFC hoặc là McDonald's. Hiện nay sản phẩm quế Việt Nam được tiêu thụ khắp các thị trường như Mỹ, EU, Đông Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Riêng tại Ấn Độ, 80% sản lượng quế nhập khẩu của nước này đến từ Việt Nam. Không phải tự nhiên mà sản phẩm quế hồi của Việt Nam được nhiều nước trên thế giới tin tưởng sử dụng. Tôi đã làm việc nhiều năm với các nhà cung cấp quế hồi đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Đây đều là những nước có nguồn hàng phong phú, nhưng tôi phải khẳng định rằng Việt Nam có lợi thế là hương vị và chất lượng quế hồi rất đặc biệt. Hiện nay, các công ty ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nhà cung cấp thì có quan hệ chặt chẽ với nông dân, nên sản phẩm đầu ra có giá thành phải chăng trong khi chất lượng ổn định. Việt Nam là một nước Đông Nam Á, do đó có thế mạnh rất lớn về cảng biển, vận chuyển đường biển. Việc vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang Bangladesh rất thuận tiện và nhanh chóng. Nguồn hàng đáp ứng được yêu cầu từ phía chúng tôi suốt cả năm. Theo thống kê của Hiệp hội Gia vị Thế giới, Việt Nam đứng thứ 3 về sản lượng xuất khẩu quế và đứng thứ 2 về sản phẩm hồi trên toàn thế giới. Vâng, mặc dù là xuất khẩu quế hồi ra thế giới có nhiều khởi sắc trong thời gian vừa qua như chúng ta vừa thấy, nhưng mà vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Vậy đâu là những giải pháp xúc tiến thương mại cụ thể để nâng cao giá trị mặt hàng quế hồi xuất khẩu trong thời gian tới? Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam ạ. Ông đánh giá như thế nào về những khó khăn khi đưa sản phẩm quế hồi của Việt Nam ra thị trường quốc tế ạ? Các cái khó khăn đối với việc xuất khẩu sản phẩm quế hồi sang thị trường thế giới thì trước hết phải kể đến là cái mô hình sản xuất quế hồi của Việt Nam chúng ta.
thì chủ yếu là sản xuất ở cái góc độ là hộ nông dân. Và thứ hai là cái giống cây trồng cũng là chủ yếu là được coi như là gieo trồng bởi các cái giống cây mà theo kinh nghiệm trước đây của tiền nhân để lại. Do đó thì chúng ta chủ yếu là xuất khẩu thô. Mà xuất khẩu thô thì chúng ta đều biết là thô rồi thì sang bên kia thì cái nhà nhập khẩu họ sẽ chế biến sâu hơn và họ sẽ gắn những cái thương hiệu sản phẩm của cá nhân họ để họ đưa ra thị trường và cung cấp tới tay người tiêu dùng. Tiếp đến thì phải kể đến là dịch bệnh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng thời gian vừa qua. Nó làm cái giá trị và những cái chi phí sản xuất đều phải cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là chi phí về logistics trong 2 năm vừa qua khi đại dịch xảy ra thì nó tăng cao hơn rất nhiều so với lại thời gian trước đó. Vâng thưa ông, vậy những giải pháp để tiếp tục khẳng định thương hiệu quế hồi của Việt Nam trên thị trường quốc tế là gì ạ? Ở đây để mà hỗ trợ cho nâng cao cái vị thế, cái giá trị xuất khẩu của sản phẩm quế hồi trên thị trường quốc tế thì nó cần cái sự chung tay của cả rất nhiều các cơ quan liên quan ở trong chính phủ, các bộ ngành liên quan và các địa phương cũng như là cái sự đồng tâm hiệp lực của cộng đồng doanh nghiệp và các cái tổ chức chính trị xã hội rồi bản thân kể cả như là các cái hộ sản xuất. Cái giải pháp cần phải liên quan đến cái sản xuất phải theo đúng các cái quy trình quy chuẩn của quốc tế để làm sao mà nâng cao được chất lượng chế biến sâu hơn cho các cái sản phẩm để ra chúng ta ra được một sản phẩm tốt. Và cái thứ hai là giải pháp thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải xây dựng và phát triển cho các thương hiệu sản phẩm tốt đó như thế nào. Nhóm giải pháp lớn cuối cùng thì tôi nghĩ đấy chính là cái khâu khi mà chúng ta đã có sản phẩm tốt, chúng ta đã được quảng bá tốt ở các thị trường trong nước quốc tế rồi. Thế thì cái khâu tiếp theo là khâu sẽ hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Cả ba cái nhóm giải pháp đấy cùng triển khai thì tôi nghĩ là với cái sự đồng tâm hiệp lực chung của cả cộng đồng, cả xã hội, cả chính phủ thì tôi nghĩ là chắc chắn là cái sản phẩm quế hồi sẽ khẳng định được cái vai trò vị thế trên thế giới. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Do tình hình thời tiết xấu, hiện có hơn 40.000 du khách đang bị mắc kẹt ở thành phố Phú Quốc. Sóng to, biển động đã khiến cho toàn bộ tàu vận tải hành khách ra các đảo của tỉnh Kiên Giang phải ngưng hoạt động. Và phóng viên Hoàng Dung thông tin chi tiết về tình hình của những du khách này. Mặc dù sáng nay lượng mưa trên địa bàn thành phố Phú Quốc đã giảm, nhưng gió vẫn còn thổi mạnh và sóng biển còn cao. 72 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên bà Loan đi du lịch Phú Quốc. Không có tàu về đất liền, gia đình 10 người bắt đắc dĩ phải ở lại đảo đến nay đã 3 ngày. Tôi mắc kẹt ở đây không về được đất liền, nhưng mà ở đây thì rất tốt, không có tăng giá phòng lên mà còn giảm giá. Thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, hiện nay có khoảng 40.300 khách du lịch buộc phải ở lại đảo Phú Quốc vì thời tiết xấu. Trước tình huống bắt đắc dĩ này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo mọi điều kiện để du khách có thể lưu trú lại. Có những cơ chế, có những chính sách giảm giá ngay cái thời điểm này, kể cả giá dịch vụ lưu trú, kể cả cái giá dịch vụ ăn uống để cho khách được yên tâm ở lại ở Phú Quốc. Ngoài việc đảm bảo nơi ăn chốn ở cho du khách, thành phố Phú Quốc cũng đã thiết lập đường dây nóng thông tin về tình hình thời tiết. Khi nào tàu hoạt động, chính quyền địa phương sẽ thông báo để du khách kịp thời trở về đất liền. Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, trên cả nước hiện còn 22 địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 dưới 60%. Trong đó có nơi tỷ lệ thấp nhất là Hậu Giang, Đắk Lắk, Hải Phòng, Đồng Nai. Các tỉnh có tỷ lệ bao phủ mũi 3 cao nhất cả nước là Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa. Còn về tình hình tiêm mũi 4, nơi có tỷ lệ thấp là Bắc Cạn, Quảng Bình, Phú Yên. Nơi có tỷ lệ tiêm mũi 4 cao nhất là Cần Thơ, Phú Thọ và Khánh Hòa. Thưa quý vị, trong dòng chảy của đời sống hiện đại, bản sắc văn hóa truyền thống của nhiều đồng bào dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một. Nhận thức được rằng văn hóa là cội nguồn sức mạnh của một cộng đồng dân tộc. Trong những năm gần đây, đồng bào cơ tu tại huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đã nỗ lực bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa bản địa. Và việc này không những góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh, khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa cơ tu trước thách thức thời gian. Điệu múa tung tung ra giá,
một phần không thể thiếu trong lễ mừng nhà Gươi mới, là di sản văn hóa độc đáo của các thế hệ người Cơ Tu từ bao đời, phản ánh cuộc sống lao động và sự đấu tranh sinh tồn của con người giữa thiên nhiên đại ngàn. Cho đến nay, điệu múa này vẫn hòa quyện vào trong mọi sinh hoạt cộng đồng và là tiêu biểu cho cội nguồn văn hóa gắn liền với mẹ rừng của người Cơ Tu. Thì múa là tung về ra, đốt Cơ Tu á, là mỗi khi có cái lễ hội lớn vào cưa ăn lúa mới hoặc là cúng rừng, vì họ cho rằng là gì? Từ không khí để thở, từ cái món ăn, món uống, cái can rìu, can rửa, từ cái củi anh đốt là nhờ rừng hết. Người nghèo, người giàu, không phân biệt gia đình nào, không phân biệt trai gái, không phân biệt trẻ nhỏ, cứ vào càng nhiều càng tốt, vào cái đám đông mà nhảy múa thì tôi ngồi ra đó. Điệu múa là minh chứng cho tinh thần đoàn kết cộng đồng vững chắc, là thứ làm nên sức sống bền bỉ cho kho tàng văn hóa bản địa thông qua sự trao truyền, tiếp nối của các thế hệ. Chúng tôi rất là thích những ngày hội như này để được lưu truyền lại, tiếp nối lại cho lớp trẻ để họ thấy được cái bản sắc văn hóa của mình. Sau này, đặc biệt những điệu múa tung tung gia giá. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương miền núi Tây Giang luôn xác định lấy văn hóa làng Cơ Tu làm chủ đạo, từ đó phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng dựa trên các giá trị truyền thống độc đáo của làng. Với tinh thần đoàn kết cộng đồng mạnh mẽ, người Cơ Tu coi việc làm du lịch như việc chung của làng, không ngừng vun đắp, tích lũy, bảo vệ tài nguyên văn hóa để biến di sản của dân tộc mình trở thành đặc sản tiếp đãi du khách. Nhờ vậy mà Tây Giang đã trở thành điểm đến lý tưởng trong những chuyến trải nghiệm đời sống, văn hóa đồng bào dân tộc miền núi. Ngày xưa thì người Cơ Tu là không có cái chuyện nói du lịch. Đó. Nhưng mà chủ trương của Đảng, của Nhà nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, thì chúng tôi đã nghe cái từ du lịch. Mà nghe cán bộ nói du lịch nó có lợi thì tôi rất là mừng. À, vì thế nó là cái hay, nó là cái đẹp. Người Cơ Tu ngày nay hiểu rằng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa không chỉ làm giàu cho quê hương, bản làng, giúp cho đời sống tinh thần của cộng đồng ngày một phong phú, mà còn góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vâng, và sau bao thăng trầm của lịch sử, thật là vui khi mà những giá trị truyền thống vẫn luôn được những người trẻ gìn giữ nguyên vẹn, và nét đẹp văn hóa ấy góp phần làm nên bản sắc riêng có của cộng đồng Cơ Tu, qua đó thì thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa đến với cả Quảng Nam. Và đến đây thì bản tin thời sự cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, hãy truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.